Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của loạt phim kinh dị Quỷ Quyệt. Quỷ Quyệt 3 là tiền truyện của phần 1 và phần 2. Độ phim kinh dị của phần này đã được tăng lên rất nhiều. Sau đây, hãy cùng mình theo dõi bộ phim này nhé. Một cô gái tên Queen đến nhà của Alice. Cô nói rằng mình thường xuyên cảm thấy thứ gì đó tồn tại bên cạnh. Có lẽ là do người mẹ đã mất cách đây không lâu của mình. Cô muốn nhờ Alice liên lạc với người mẹ đã chết. Nhưng vì một vài lý do nào đó, Alice đã không còn làm công việc gọi hồn nữa. Nhưng sau khi nghe Queen kể về nỗi nhớ mẹ, bà bắt đầu mềm lòng và đồng ý liên lạc với mẹ của Queen, nhưng lại không thành công. Hơn nữa, Alice còn cảm nhận được rằng thứ xuất hiện bên cạnh Queen có lẽ không phải mẹ của cô ấy. Không thể làm gì hơn, Queen đành rời đi. Hôm sau, cô đến học viện kịch để tham gia buổi thử giọng. Sau khi buổi thử giọng kết thúc, cô nhìn thấy cuối đường có một người đàn ông đang vẫy tay với mình. Đột nhiên, một chiếc ô tô lao tới đẩy ngã cô xuống đường. May mắn là cô không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai chân của cô đã bị gãy nên chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Sau khi về đến nhà, những chuyện quỷ quái xuất hiện ngày càng nhiều. Tối hôm đó, khi đang say giấc, một cánh tay từ trần nhà vương xuống khiến Queen bàng hoàng tỉnh giấc. Đồng thời, trên trần nhà cũng xuất hiện những vết nứt. Cha của Queen cũng tới để kiểm tra tình hình. Ông phát hiện ra dưới sàn nhà xuất hiện nhiều dấu chân máu, mà những dấu chân này lại dừng lại ở dưới giường của Queen. Ở phía của Alice, sau một cuộc đấu tranh tư tưởng, bà vẫn quyết định sẽ liên lạc với người mẹ đã chết của Queen. Nhưng khi vừa mới bắt đầu, mẹ của Queen không được triệu hồi tới. Ngược lại, những vết chân máu xuất hiện khắp phòng của bà. Những bước chân này dẫn tới một tầng hầm. Alice sợ hãi, chạy ra khỏi tầng hầm và đóng cửa lại. Ngày hôm sau, Queen nói chuyện với người bạn thân qua máy tính. Bạn cô nói rằng bên cạnh của Queen xuất hiện một người nào đó. Nhưng Queen nhìn khắp nơi cũng không thấy ai cả. Lúc này, đường truyền bắt đầu gặp trục trặc. Một bóng quỷ xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Queen sợ hãi hất tung chiếc laptop đi. Bóng quỷ này từ từ bước tới cô, rồi đột nhiên mất tích. Queen cúi đầu xuống gầm giường. Bên dưới không có gì, nhưng hai bàn tay lạ ở phía trên kéo ngã cô khỏi giường. Do hai chân đang bị gãy, Queen không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm bất động nhìn thấy hai bàn chân xuất hiện ở bên kia giường. Sau đó, xem cửa được kéo lại, đèn vụt tắt, laptop cũng được đóng lại. Căn phòng chìm vào bóng tối. Lúc này, bố của Queen lao vào, nhìn thấy Queen đang nằm dưới đất. Ác quỷ cũng không thấy tung tích. Queen cũng không dám ngủ trong phòng nữa, cô muốn nằm tại sofa phòng khách. Tối đến, cô lại tiếp tục nhìn thấy trần nhà bị nứt ra. Cô vội vàng trùng chăn lại. Không có chuyện gì xảy ra, nhưng đợi đến khi cô lật chăn ra xem, thì thấy mình đang xuất hiện ở trước phòng 514. Queen nhanh chóng di chuyển xe lăn tới thang máy để rời khỏi chỗ này. Trong lúc cô đang đợi thang máy thì con quỷ đẩy cô vào căn phòng 514. Lúc này, một cô gái bò ra từ trong góc. Cô ta không có mắt, cũng không có mũi, bò về phía Queen. Queen la hét và đập tay xuống sàn nhà. Bố Queen ở tầng dưới nghe thấy âm thanh thì nhanh chóng chạy lên kiểm tra. Ông phát hiện ra những dấu chân bằng máu. Đi theo dấu chân tới cửa sổ, ông nhìn thấy một thi thể đang nằm phía dưới. Hôm sau, bố tới nhà của Alice để cầu xin giúp đỡ. Nhưng Alice vẫn nói rằng mình không làm việc này nữa. Hóa ra, 30 năm trước, sau khi giúp một người đàn ông phong ấn lại ký ức, bóng đen quỷ kia vẫn luôn đi theo bà ấy. Cũng chính vào năm ấy, chồng của Alice cũng qua đời. Vì quá đau buồn và nhớ chồng, bà ta đã dùng khả năng của mình để tới thế giới bóng tối tìm chồng. Kết quả là không tìm được người chồng, lại bị bóng quỷ đen đeo bám lấy bà. Vì vậy, hiện giờ chỉ cần sử dụng năng lực của bà, bóng quỷ đen này sẽ xuất hiện và giết chết bà ấy. Sau khi nghe xong, bố Queen cũng không cầu xin nữa. Ông hy vọng bà sẽ tới an ủi Queen. Sau khi Alice tới, Queen dường như tìm được ánh sáng. Nhìn thấy sự tin tưởng của Queen dành cho mình, bà không từ chối nữa. Vì vậy quyết định tìm ra con quỷ bên cạnh Queen. Sau khi Alice tiến vào dị giới, bà ta nhìn thấy vài người bị ác quỷ chiếm lĩnh, nuôi dưỡng giống như là vật nuôi. Dựa theo sự chỉ dẫn của hồn ma, bà đi tới một căn phòng, mà con quỷ áo đen lúc trước cũng xuất hiện ở đây. Cũng may, linh hồn của Alice kịp thời quay trở lại. Bà vội vã nói với Queen rằng bản thân đã đi tới giới hạn, không thể giúp cô ấy được nữa rồi. Sau khi từ nhà Queen về, Alice tới gặp người bạn cũ của mình và nói ra câu chuyện của mình. Sau khi nghe xong, ông ta nói rằng bà không nên sợ con quỷ đen đó, bà mạnh hơn nó rất nhiều. Bà hãy nhìn những người bà đã từng giúp, cậu bé này giờ đây đã trưởng thành. Đây chính là sứ mệnh của những người trừ ma. Lời nói của ông khiến Alice cảm thấy tự tin. Bà quyết định tiếp tục giúp đỡ Queen một lần nữa. Ở nhà của Queen, sau khi Alice rời đi, bố Queen đã mời tới hai pháp sư trừ tà trên mạng. Thoạt nhìn hai người này có vẻ rất quen. Đúng vậy, họ chính là trợ thủ của Alice ở hai phần trước. Hai người này bắt đầu trừ tà, nhưng quỷ còn chưa bị đuổi đi. Họ đã bị ác quỷ trong người Queen đánh trong một trận. Lúc này, trong họng của Queen xuất hiện một con mắt.
Vào lúc quan trọng, Alice đã xuất hiện và thức tỉnh Quinn dậy. Sau khi lấy được ý thức, Quinn bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Điều đó cho thấy linh hồn cô đã bị quỷ bắt đi. Alice giữ lại hai người kia làm trợ thủ cho mình. Một lần nữa, bà tiếp tục nghi lễ trừ tà. Bà bước vào dị giới, con quỷ áo đen tiếp tục tấn công bà. Nhưng Alice đã khác, bà tóm lấy con quỷ, trực tiếp đẩy nó ra. Con quỷ vô cùng ngỡ ngàng, nhìn thấy dáng vẻ quyết liệt của Alice, nó từ từ lùi lại rồi chạy mất. Điều này khiến mình cảm thấy rằng, có vẻ như trong phim này, bất luận là ma quỷ hay quỷ đều thích bóc cổ nhau. Cả phần 1 và phần 2 đều như vậy. Không biết rằng phần 4 của bộ phim có tiếp tục như vậy không? Sau khi đuổi con quỷ áo đen đi, Alice gặp được người chồng do con quỷ hóa thân thành. Nhưng Alice đã không bị lừa, mà cầm nĩa và tấn công nó. Nhìn thấy kế hoạch của mình bị thất bại, liền hiện về nguyên hình và cũng thả ra vật nuôi của mình, cũng chính là linh hồn của Quinn. Alice đẩy con quỷ ra, bà ôm lấy Quinn và quay đầu bỏ chạy. Con quỷ dậm chân xuống sàn nhà và bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình để tấn công hai người. Alice và Quinn tiếp tục chạy về phía trước. Ác quỷ lại xuất hiện chắn đường của họ. Nó nhấc bổng Alice và ném bà ra xa. Alice đứng dậy, bà lao nhanh về hướng con quỷ và đẩy nó ra khỏi Quinn. Bà nhanh chóng đưa Quinn về phòng nhập xác. Bà và Quinn chuẩn bị trở về thì Quinn lại bị con quỷ giữ lại. Alice đã trở lại thân xác, lúc này không thể can thiệp được nữa, chỉ có thể dừng mắt nhìn. Mối liên kết giữa linh hồn và thể xác của Quinn càng ngày càng ít. Lúc này Alice nhớ tới người mẹ của Quinn, liền gọi hồn bà ấy đến. Cuối cùng linh hồn mẹ Quinn cũng xuất hiện, đánh thức linh hồn của Quinn dậy. Cô tháo chiếc mặt nạ thở của nó ra, nó bắt đầu vụn vỡ. Quinn đã quay lại với thân xác. Trải qua chuyện này, Alice đã tìm ra được mục tiêu sống của mình, đó chính là cứu giúp những người cần giúp đỡ. Bà cùng với hai trợ thủ của mình tạo thành một đội, tiếp tục cuộc hành trình. Vào cảnh cuối của bộ phim, Alice phát hiện ra trong tủ quần áo của mình xuất hiện một khuôn mặt, và khuôn mặt quỷ đỏ ở phần 1 cũng xuất hiện phía sau bà. Phần 3 của bộ phim kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.